Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ review chi tiết bộ bài Bicycle Casino. Đó, tên là Casino nha. Ok, và như các bạn biết rồi, bộ bài này thiết kế để dành cho cái mục đích, nó chính là nói về cái việc mà chơi bài đó, đánh casino nha. Ok, đây thiết kế mặt sau này các bạn thấy này. Đó, nó có một cái chiều sâu đó, nhưng mà đây là những cái chất này vòng xoáy lại với nhau, nó có như kiểu một cái chiều sâu ấy. Đó, như kiểu ảo ảnh các bạn. Ok, và nói qua một chút bài này, đó chính là nó được ra mắt năm 2014 và giá thành hiện tại nó vào khoảng 225.500 các bạn nha, cũng khá là lâu rồi, 8 năm rồi các bạn, cho nên cái việc là các bạn nào mà đang sở hữu bài mới á, thì nó khá là ít đó, tại vì ra đời lâu rồi. Ok, nói qua vậy thôi, chúng ta sẽ đến ngay với chi tiết từng cái lá bài một. Đó, các bạn thấy áo ma ra đao. Ok, đây bộ bài này thì mình mới có mua thôi, cũng không có nhiều hiểu biết lắm, nhưng mà nói chung là sơ sơ như mình đã nói rồi đó. Được lấy cảm hứng từ cái việc mà đánh bài trong casino á đó. Bộ này thì không có viền, không có viền trắng, thành ra là để cho các bạn chơi ảo thuật thì nó cũng kiệm, cũng khá là ít, khá là kén ấy, tùy các bạn thôi. Đây, và mình khuyên các bạn là lên mua để sở hữu hoặc để ngắm cũng được, ngắm thì nó cũng khá đẹp ha. Đây, thiết kế thì nó rất ảo ma ra này đó. Thiết kế Jigika ảo ma thôi. À quên, Joker Tepic chứ. Sẽ mông tròn này rất là ảo luôn. Ok, chúng ta đến ngay với những cái lá bài đầu tiên. Thì đây là hai lá Joker. Ok, các bạn có thể nhìn rõ cho mình. Hai tay dân chơi bài cực kỳ là khôn ngầu như này các bạn ạ. Cái này thì nó in một cái lớp mờ mờ các bạn ạ. Thật ra không phải là do điện thoại của mình bắt nét kém đâu, mà là cái thiết kế này nó mờ các bạn ơi. Đây này, các bạn nhìn đây rất là tỏ nha. Nhưng mà khi mà quay ngược lại một cái nhìn nó mờ lắm. Đó. Cái chữ Joker là chúng ta vẫn là nét này. Nhưng mà cái cách mà người ta thiết kế cái hai cái nhân vật này thì nó mờ các bạn ạ. Màu thì màu xám xám. Ok, thì đây là hai lá Joker này, mình sẽ để cho các bạn xem này. Đó. Rồi, chúng ta đến với những cái lá bài tiếp theo, đó chính là chất cơ các bạn nhá. Chất cơ thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem từng lá một đi, mình sẽ không đánh giá nhiều ha. Đây là một cái anh đang ngồi chia bài, xong bài casino nha. Và các bạn nhìn cho mình là nó mờ ấy, cái chi tiết nó in mờ ấy, các bạn thông cảm nha. Và các bạn chịu khó nhìn thôi, mình sẽ show cho các bạn xem từ từ nha. Đây này, đó, cô gái nha. Đây, các bạn thấy nó mờ không? Và mình thì đang ngồi ở gần đường á, thành ra là nó khá là ồn, xe cộ đi lại, các bạn thông cảm nha. Quay cái video này nó khá là nhiều những cái gọi là cái lỗi. Đây là lá 10 cơ, in hình hai góc này nó cũng là mờ luôn đó, chứ không phải là điện thoại mình bắt led kém đâu nha. Đó, đây là những cái chip để chơi casino ấy đó. Đây, 8 cơ này. Ok, thì hoặc là chúng ta sẽ đi nhanh đi nha. Đó, đây từng lá bài một đó. Ở giữa rất là led nha, xung quanh nó mờ quá. Đây, ok, áp cơ này. Đó. Ok, chất rô này cũng có 3 nhân vật. Đó. Hai chàng trai, à đâu, một cái anh này cũng lớn tuổi phết rồi. Cô gái, hình như là tuổi teen. Và một chàng trai nữa này. Đó, anh này thì cứ vắt. Ok, đây chất rô thì cũng là hình của con chip thôi. Con chip chất rô này. Rồi, mình sẽ đi nhanh nha. Màu lên thì nó cũng nhìn bên ngoài á, thực ra là nhìn bên ngoài là giống như kiểu rêu phong ấy, kiểu cổ các bạn, nó giống như kiểu bộ 1800 ấy, của bicycle ấy, đó, nó gần giống thế nhá. Màu thì nó tối. Đây là Jigika của chất tép, cầm thêm một gậy nữa, cũng là 3 nhân vật nha, 25 một nữ này. Ok, vì chất tép thì là màu xanh các bạn. Ok, mình sẽ đi nhanh nha. Đây, chất tép này. Bộ bài thì mình nghĩ là các bạn nên mang tính chất sưu tập ấy. Bạn nào mà chơi bicycle muốn sưu tập ấy, thì ok. Tại vì thiết kế nó cũng khá đẹp ấy, không phải là xấu đâu các bạn nha. Đó. Đây. Giá thành nó vào khoảng 225.500 các bạn mua mới nha. Và hiện tại mua mới cũng khá là khó, mình lưu với các bạn nha. Tại vì 8 năm trước rồi, cho nên mua mới khá là khó, các bạn nào mua cũ thì có thể nó
dao động vào khoảng 150 đến 250 và hơn, tùy vào số bạn mua và tùy vào bộ bài này còn nhớ ít nữa. Đó, nói chung là như vậy ha. Arabic này. Ok, thì đó là cái mặt trước chúng ta nha. Đó, mình cho các bạn xem lại này. Đó, khá đẹp nhá. Màu sắc cũng ok. Mặc dù mình không thích tại vì hai cái viền này nó nhìn tối quá. Nữa là ok. Rồi, mặt sau thì ảo ma camera các bạn. Đó, mặt sau thì ảo ma camera nhá. Rồi, nói chung là mua về để chơi bài cũng được. Mua về để sưu tập chơi bài cũng ok. Nào thật thì chỉ riêng một số những cái trick mà không cần cái mặt úp mặt ngửa thôi. Nếu mà ngửa nó sẽ hiện ra luôn các bạn. Đó, thấy không? Ok. Thì đây là video review chi tiết bộ bài Casino, Bicycle Casino chứ, sorry các bạn. Ok, và nếu bạn nào mà muốn chơi bộ bài này luôn á thì mình có thể đặt giá ở phía... Thôi mình nói luôn giá đi. Đó chính là bộ bài này hiện tại mình đang bán 200 ngàn nha, cho bạn nào muốn sở hữu nha. Đó, độ mới thì nó cái vỏ nó vào khoảng 95%, còn bộ bài thì bên trong là 99% luôn nha các bạn. Vừa mình khui ra để coi thôi. Ok. Đó, đây là Bicycle Casino. Đấy, mặt sau cực kỳ ảo ma, cực kỳ đẹp. Ok, và lời thứ hai like xem mọi người nha. Cảm ơn nhiều.